là đã có một tình huống phản lưới nhà. Một tình huống phản. Cùng xem lại khuôn mặt rất đau khổ của Trần Gia Huy trước sự áp sát của hai cầu thủ bên phía Thái Sơn Bắc, Từ Minh Quang, và không còn thể chơi nhung nhằng mà thay vào đó họ sẽ phải đẩy cao đội hình, và đó là pha đáp trả. Đó pha dứt điểm bằng lòng trong chân trái của Đào Minh Quảng. Một tình huống mà thủ môn Văn Tú từ đầu trận tới giờ mới chính thức phải trổ tài. Pha ghi bàn của Đào Minh Quảng. Chúng ta cùng xem lại pha ngả người bắt vô lê rất đẹp mắt của Đào Minh Quảng. Cú ra chân rất gọn của cầu thủ trẻ bên phía Tân Hiệp Hưng của Đức Tùng là những tình huống dứt điểm mạnh cho đến thời điểm này vẫn chưa phát huy. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Công đầu thuộc về Vũ Đức Tùng nhưng người chạm bóng và ghi bàn là Hoàng Sĩ Linh. Bàn thắng đầu. Dường như đó cũng vẫn là một tình huống đá phản lưới nhà hơn là một pha ghi bàn của Hoàng Sĩ Linh. Bóng đã đập